Thưa quý vị và các bạn, đồi Bản Kéo là di tích thành phần thuộc di tích quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ, có tổng diện tích 33.500 m². Những ngày qua, dư luận đang rất quan tâm đến thông tin liệu di tích này có bị xâm hại không khi gần vị trí điểm di tích đang triển khai thi công dự án đoạn đường tránh sân bay Điện Biên. Phóng viên Thời sự đã có mặt tại hiện trường tìm hiểu sự việc và phản ánh trong phóng sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dự án đoạn đường tránh sân bay Điện Biên nối từ tổ 1-2 đến tổ 8 phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ thuộc dự án nâng cấp cải tạo cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Ban Quản lý Dự án các công trình thành phố Điện Biên Phủ làm chủ đầu tư. Đoạn đường có chiều dài hơn 380m, rộng 7m với tổng mức đầu tư là 14 tỷ đồng. Đoạn đường thi công qua khu vực bia chỉ dẫn đường đến di tích đồi Bản Kéo. Ban quản lý dự án quán triệt đối với đơn vị thi công, thứ nhất là về cái hiện trạng thi công thì có cái bia chỉ dẫn đến đồi di tích Bản Kéo, thì ban quản lý dự án đã quán triệt đối với công ty trách nhiệm hữu hạn là thương mại đầu tư xây dựng Vĩnh Phúc là không được xâm hại, là không làm mất cảnh quan cái vị trí bia chỉ dẫn. Quá trình triển khai thực hiện thi công dự án, Ban Quản lý Dự án các công trình thành phố Điện Biên Phủ đã chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Di tích tỉnh Điện Biên và các đơn vị liên quan nhiều lần tổ chức kiểm tra, xác minh thực địa, xác định ranh giới triển khai dự án. Đối chiếu ranh giới bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích đồi Bản Kéo và các vị trí có liên quan. Qua đó xác định khoảng cách từ bia chỉ dẫn còn cách khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích đồi Bản Kéo là 238m. Vị trí đặt bia chỉ dẫn và khu vực đồi ngay phía sau bia này không thuộc khu di tích, không phải khu vực được bảo vệ. Bên cạnh đó, vị trí bia cũng đang nằm trong phạm vi của dự án. Vì vậy, để đảm bảo thực hiện tuyến đường tránh cũng như tránh gây hiểu lầm đây là phần đất thuộc di tích, các đơn vị đã thống nhất phương án di chuyển bia ra khỏi vùng dự án đến nơi thuận tiện và gần khu di tích hơn. Trong quá trình mà triển khai thực hiện dự án, thì cái bia di tích này nó ảnh hưởng nằm trong dự án. Nên việc đó thì chúng tôi với ban di tích ban thành phố đã thống nhất và cái việc mà lựa chọn vị trí địa điểm là ra cái nút giao của ngã ba để thuận lợi đến cái điểm di tích đó. Và cái nội dung này thì trong cái nội dung biên bản ngày 19 tháng 6 đó thì chúng tôi cũng đã thống nhất cái việc thành phố sẽ tính bổ sung thiết kế và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, và trên cơ sở đó cũng là di chuyển đến cái vị trí mới, và trong quá trình di chuyển đó thì cũng sẽ thông báo với ban quản lý di tích và đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, các bên liên quan để cùng ra thống nhất để chúng ta để giám sát cái nội dung để thực hiện. Sau nhiều thông tin xoay quanh việc liệu di tích đồi Bản Kéo liệu có bị xâm hại, ngày 12 tháng 9 năm 2023, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Ban Quản lý Di tích chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập đoàn công tác tổ chức kiểm tra thực tế tại hiện trường. Qua kiểm tra đã xác định khu vực mốc ranh giới triển khai dự án đoạn đường tránh sân bay này cách ranh giới khoanh vùng bảo vệ di tích tại vị trí gần nhất là khoảng 17m. Vì vậy, khu vực thực hiện dự án không ảnh hưởng đến các khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích đồi Bản Kéo. Thưa quý vị và các bạn, nơi tôi đang đứng đây chính là điểm tiếp xúc gần nhất giữa dự án đường tránh sân bay Điện Biên với phần đất thuộc khu di tích đồi Bản Kéo. Và điểm gần nhất này thì cũng cách nhau tới 17m. Và như quý vị các bạn cũng đã thấy là xung quanh khu vực này thì vẫn còn được giữ rất là nguyên trạng, không có dấu hiệu xâm phạm khu di tích khi mà thực hiện dự án đường tránh sân bay. Thứ nhất là cái diện tích khoanh vùng, tôi khẳng định lại, đó là nằm ngoài cái việc và ranh giới của khoanh vùng di tích mà theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hiện tại chỉ có một cái bia chỉ dẫn mà nằm trong khuôn khổ của dự án, thực hiện dự án, buộc phải chuyển đến vị trí mới để cho nó phù hợp. Nội dung này thì cũng đã được thống nhất và đã chuyển. Tuy nhiên thành phố hiện nay cũng đang rất khẩn trương để triển khai cái việc đó là sớm để di chuyển cái bia này đến vị trí mới theo nội dung thống nhất mà nó phù hợp hơn với cái dự án mà đã được triển khai cùng với của di tích. Như vậy đã rõ, thông tin di tích đồi Bản Kéo bị xâm hại là chưa xác thực. Tuy nhiên, chính điểm đặt bia chỉ dẫn di tích đang gây ra những hiểu lầm không đáng có về việc thực hiện dự án đã xâm hại đất di tích trong những ngày qua. Bởi vậy, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng thực hiện di chuyển bia chỉ dẫn đến vị trí mới cách vị trí bia hiện tại khoảng 100m theo phương án đã thống nhất.